Ê, đây này. Rồi mấy chú ta phải đứng đây lấy chỗ. Anh mình nhìn mình đi. Nào, rồi món đẹp. Hai mươi lít chưa hết rồi. Đi ra, đi ra. Đấy. À, check in ở ngoài một kiểu đi rồi đi về khách sạn. Mua cái này lại đại gia cầm bọc tiền. Khách sạn của mình cũng là thương hiệu chứ đâu vậy. Có cái gì đặc biệt không con để dẫn bố đi? Bên rẽ bên trên trái. Thank you.
Xe nó nằm ngay khách sạn đó, chứ mình chỉ hoành vô thôi chứ. Đúng không anh? Ngồi lên đây gác chân rồi. Ủa? Hello. Trời ơi, phòng của các em xịn nha. Ôi, phòng của em xịn lắm. Ui dồi. Thế à? Hôm nay chúng kia ngủ sofa này à? Sofa toilet này. Toilet, toilet kia là cửa hả? Ừ. Thôi ngon nhỉ? Ngon. Ui dồi ôi. Ui. Nào. Vợ làm thử cái nào, ngồi thử xem vào chân điệu nào. Ôi dồi ôi, đèn đâu sáng hết em này, xịn nhỉ? Quá xịn luôn. Đây là khách sạn 5 sao ở đâu? Turin à ha. Thế bà ở con Lisbon. Đẹp. Làm ly cà phê anh. Làm ly cà phê đi. Tuyển vé không nhỉ? Có chứ. Không biết đâu. Ok. Bà chọn đồ tôi. Cô đùa nô đùa nghịch ngợm. Tiêu bôn nó cũng như này. Bye bye đi nào. Để con đi về. Nói mẹ mình đi làm bùng mặt đó. Đúng không? Cho nó đi để mình quay. Ấy đón ạ. Rồi rớt. Thôi, đi đây. Xuống, tao nó xuống garage. Hả? Xe đi chứ.